xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với hình ảnh được trực tiếp từ sân bóng đá điện lực Tô Ký của 12 thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi trận cầu của cao thủ Tapa và Ba Bể FC ở vòng đấu thứ hai của giải bóng đá phong trào 7 League tranh cúp Tapa lần 1 2020. Đây cũng chính là trận đấu của nhà tài trợ vàng của mùa giải này. Họ sẽ thi đấu với trang phục sắc xanh sọc đẹp và quần đen hiệp một này chân giữ khung thành ở bên phía trái. Trong khi đó thì cầu thủ Ba Biển sẽ thi đấu với trang phục sắc xanh và chân giữ khung thành ở bên phía phải cho một. Tiếng còi cũng đã cất lên và chinh phục 3 điểm cho hai đội bóng ở vòng đấu thứ hai cũng đã được bắt đầu. Để tiếp quý vị khán giả theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu đội đăng ký thi đấu của hai đội bóng ở trận cầu ngày nay. Chiến thắng với tỷ số 4-1 trước cầu thủ với Coffee, thì Tapa cũng giành chiến thắng rất đậm là 5-3 trước cầu thủ Đoàn Kết. Rất nguy hiểm, tỷ số đã mở dành cho cầu thủ Ba Miền FC. Một pha để bóng cận khung thành, 1-0 ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. Nó đến từ một pha đá vào góc cánh phải. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống ghi bàn này. Người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 2 Lý Cải. Rõ ràng là không có lựa chọn thứ hai cho thủ thành của Tapa. Vị trí đứng quá gần và cú dứt điểm quá mạnh. 1-0. Trận đấu mở màn thì những người đã ghi 4 bàn thắng cho các thủ Ba Miền, trong đó có một cú đúa. 1-0. Rất nhanh chóng, Tapa cũng đã biết cách để đưa bàn thắng của mình lên bàn tỷ số. Một pha bóng phản công nhanh và hàng phòng ngự của Ba Miền FC đã có một chút chệch choạc trong công phòng ngự. Người đã băng vào dứt điểm rất nhanh đó là cầu thủ áo số 3. Một cái tên rất hay là Trần Thiếu Lâm đã giúp cho cầu thủ Tapa cân bằng tỷ số. Sự so kè ở trên sân nó diễn Đức Thuận chuyền hậu rồi. Thiếu Siva phản công nhanh cho Ba Miền FC. Không vào. Đưa bóng cho Lý Cải. Giải thoát của Thiện David. Tuy nhiên bóng đội của anh đã băng vào nhưng chưa kịp. Và trước thời cơ phản công rất nhanh của cầu thủ Ba Miền. Cách đá Thiện David. Bật nhà hay. Cú điểm rất mạnh với bóng chạy không thành. Cú đá rất nhịp nhàng của cầu thủ Ba Miền. Những pha bật nhà rất thông thoáng, mặc dù trước mắt họ có đến ít nhất là 4 cầu thủ bên phía Tapa. Bật bài hay, cơ hội đây rồi. Đường chuyển quá mạnh nhưng vẫn là cầu thủ Tapa FC. 2-1 dành cho cầu thủ Tapa. Họ đã ghi bàn và đó là số 7 Tân Thủ. Tỷ số là 2-1. Họ đã kịp ghi bàn trước khi hiệp 1 khép lại. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Chỉ có 3 cầu thủ phòng ngự bên phía Ba Miền, trong khi đó có đến 4 cầu thủ bên phía Tapa. Lợi thế về hơn người và tận dụng tốt cơ hội đã giúp cho họ có bàn thắng. Khá bất ngờ. Mở tỷ số trước là Ba Miền. Nhưng lúc này Tapa đã là những người đang tạm thời dẫn trước. Đức Thuận khá nhịp nhàng. Tấn Thủ chuyền của Thành Việt nguy hiểm. Một chạm nhảy nhưng thủ thành Tí Bé đã là người chiến thắng. Di chuyển khá khôn ngoan của Văn Hiền. Lại một lần nữa Tapa quyết định tấn công rất nhanh. Hiếu Sĩ Vả lấy bóng rồi, Lý Còi đã di chuyển, cơ hội cho thủ Ba Miền FC. Không vào. Quyết định dứt điểm thẳng nhưng thủ thành của Tapa đã có pha cản phá xuất sắc. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Hiếu Sĩ Vả hoàn toàn có thể phối hợp cùng với Lý Còi. Nhưng anh lại đưa ra giải pháp dứt điểm này nhưng không vượt qua được thủ thành Hồ Đức Thuận.
ra tốt. Phản công nhanh cho Tava nhưng trọng tài cũng đã cất còi để khép lại trận đấu ở vòng đấu thứ hai của cao thủ bên phía Tava và Ba Biển FC. Chiến thắng nghe thời 2-1 giúp Tava vẫn củng cố ở trên vị trí xếp hạng của mình với hai trận đấu giành chiến thắng 3 điểm và tạm thời họ đang có tổng điểm là 6. Trong khi đó thì Ba Biển đã đánh rơi điểm ở vòng đấu này. Một trận đấu quá hay vừa gửi đến các bạn và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.